Kính thưa Phó sư Tiến sĩ Phan Thu Phương, Giám đốc Trung tâm Hô hấp, chủ tọa đoàn của buổi hội thảo ngày hôm nay. Kính thưa Tiến sĩ Bác sĩ Đặng Mai Trâm, Giám đốc Y khoa Công ty MSD. Kính thưa toàn thể các thầy cô, các quý đồng nghiệp. Tôi xin phép được trình bày một cái vấn đề mà có lẽ các thầy cô cũng quá quen thuộc, tuy nhiên là vẫn còn rất là khó khăn trong cái chẩn đoán cũng như là trong vấn đề điều trị. Đó là thứ nhất là nhiễm nấm Candida xâm lấn, tối ưu hóa lựa chọn thuốc kháng nấm. Thì phần trình bày của tôi gồm có một số phần. Thứ nhất là về mặt dịch tễ học của nấm Candida xâm lấn, chẩn đoán điều trị và vai trò của Caspofungin trong điều trị nấm Candida xâm lấn. Thế thì nấm xâm lấn thì được gọi là khi mà xác định các cái sự hiện diện của vi nấm tại mô sâu của cơ thể bằng cái xét nghiệm mô bệnh học hay là nuôi cấy, thì chúng ta chẩn đoán là một cái nấm xâm lấn. Nhiễm nấm xâm lấn có thể nói là một cái nhiễm trùng cơ hội và gây bệnh trên những người suy giảm miễn dịch. Cái phần và nó là tác nhân quan trọng trong nhiễm trùng. Chúng ta sẽ có thêm một cái nhóm cephalosporin thế hệ mới nề, nữa. Triệu chứng thì rất là đa dạng, cho chẩn bệnh nhân khó, điều trị khó, tỷ lệ tử vong cao. Về dịch tễ học của nhiễm nấm Candida thì trong các nghiên cứu về dịch tễ học gần đây thì cho thấy nhiễm Candida chiếm khoảng 75 đến hơn 80% các cái nhiễm nấm xâm lấn mắc phải ở bệnh viện. Và Candida thì là căn nguyên phổ biến đứng hàng thứ 5 trong số các căn nguyên gây nhiễm trùng bệnh viện ở châu Mỹ và châu Âu. 95 đến 97% các cái trường hợp nhiễm Candida máu thì do 5 loài, đó là Candida albicans, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida glabranta và Candida krusei. Trong đó thì Candida albicans thường gặp nhất và tỷ lệ tử vong do Candida xâm lấn vẫn rất là cao, khoảng trên 60%, và ở những bệnh nhân có sốc thì phải lên đến 90%. Thế thì đây là một cái nghiên cứu ở tại bệnh viện khoa vi sinh của bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2016-2018. Thì đối với cái nhiễm nấm Candida, nhiễm nấm xâm lấn nói chung thì có thể thấy là nấm men là chiếm 67,4%, và trong đó thì nhiễm các cái phân bố về nhiễm Candida thì có thể nói là cái Candida tropicalis là 41,2%. Như vậy Candida non albicans tức là chiếm có vẻ ưu thế hơn. Những cái yếu tố nguy cơ của nhiễm nấm xâm lấn thì chúng ta có thể thấy ở đây liệt kê rất là nhiều ạ. Đặc biệt là ở những cái bệnh nhân nặng điều trị tại hồi sức tích cực với thời gian rất là dài, có phẫu thuật bụng và đặc biệt là có cái chỗ giò của các cái chỗ nối ruột và phải phẫu thuật bụng nhiều lần. Viêm tụy cấp hoại tử, dùng kháng sinh phổ rộng, dùng dinh dưỡng đường tĩnh mạch toàn phần, có lọc máu, rồi có catheter tĩnh mạch trung tâm, có điều trị corticosteroid hoặc là hóa trị liệu ung thư, hoặc mắc các cái bệnh máu ác tính, ghép tạng, rồi u tạng đặc vân vân. Và cũng có cái ở những cái trẻ thiếu cân hay là sơ sinh thiếu tháng thì cũng là những cái yếu tố nguy cơ. Vậy thì vấn đề liên quan đến chẩn đoán nhiễm Candida xâm lấn thì tưởng là có ba thể lâm sàng. Thứ nhất là nhiễm Candida máu mà không xâm lấn mô sâu. Thứ hai là nhiễm Candida máu có kèm nhiễm nấm xâm lấn mô sâu. Và cái thứ ba là nhiễm Candida xâm lấn mô sâu mà không có nhiễm Candida máu kèm theo. Thế thì biểu hiện lâm sàng của nhiễm Candida máu thì nó thay đổi, rất là thay đổi ạ. Triệu chứng thì không đặc trưng, có thể từ là những cái triệu chứng sốt nhẹ thôi cho đến đầy đủ các cái triệu chứng lâm sàng nặng và có tình trạng sốc. Thực sự thì cũng rất là khó phân biệt với những cái tác nhân khác, đặc biệt là đối với những cái bệnh nhân nằm ở hồi sức tích cực dài ngày. Nhiễm Candida mô sâu thì có thể gặp ở tất cả mọi các cái cơ quan, đặc biệt đó là ở mắt, ở hệ thần kinh trung ương, tim, ổ bụng, cả ở hô hấp. Hô hấp thì có thể nhiễm Candida xâm lấn ở khí phế quản, phổi. Tuy nhiên là tỷ lệ nhiễm Candida ở đường hô hấp dưới thì không cao.
các cái xét nghiệm cận lâm sàng hỗ trợ cho chẩn đoán thì hiện tại cấy máu là cái tiêu chuẩn chẩn đoán chắc chắn cho nhiễm Candida máu, và cấy máu dương tính ở khoảng 50% bệnh nhân bị nhiễm Candida xâm lấn tùy theo từng nghiên cứu. Việc cấy các bệnh phẩm vô trùng, ví dụ như là cấy các mô sinh thiết, dịch màng phổi, dịch não tủy thì cũng cho phép xác chẩn nếu như những cái kết quả cấy đó là dương tính. Các cái xét nghiệm về mặt huyết thanh học đối với nấm Candida thì chúng ta có beta-D-glucan. Nó là một thành phần của vách tế bào nấm Candida, nấm Aspergillus, Pneumocystis gyrovaxi và một số vi nấm khác. Vì thế là nó không đặc hiệu. Tuy nhiên, nếu beta-D-glucan có giá trị trong chẩn đoán nhiễm nấm Candida xâm lấn mô sâu không kèm nhiễm nấm Candida máu, nếu như mà dương tính 2 lần liên tiếp. Và beta-D-glucan có thể dương tính giả trong một số trường hợp, ví dụ như là truyền máu, sử dụng một số kháng sinh như là piperacillin tazobactam, ampicillin clavulanat, hay là khi mà người bệnh có phẫu thuật được sử dụng những cái gạc phẫu thuật có chứa glucan. Cái xét nghiệm huyết thanh học thứ hai đó là kháng nguyên manan và kháng thể anti-manan. Thì manan cũng là một cái kháng nguyên polysaccharide trên màng của tế bào nấm Candida, và nó được giải phóng vào máu, đặc hiệu, nó là những cái xét nghiệm đặc hiệu cho nấm Candida. Khi mà nó kết hợp manan với lại anti-manan thì làm tăng độ nhạy và độ đặc hiệu lên trong cái việc chẩn đoán các cái chủng nấm như nấm Candida albicans, Candida glabranta hay là Candida tropicalis. Các xét nghiệm sinh học phân tử thì có thể kể đến, đó là các cái xét nghiệm PCR, real-time PCR, đúng không ạ? PCR là xét nghiệm hiện nay cũng được kỳ vọng nhất trong cái chẩn đoán nhiễm nấm Candida xâm lấn. Và có cái PCR T2 Candida là được FDA chấp thuận từ năm 2014, sử dụng máu toàn phần, và nó cho cái chẩn đoán nấm Candida theo từng cặp, tức là cặp Candida albicans với lại tropicalis, hoặc là Candida crucei với Candida glabranta. Và cái kết quả thì cho chúng ta khá là nhanh, 3 đến 4 giờ. Và các nghiên cứu cho thấy là cái độ nhạy, độ chính xác rất cao, với cái độ dương tính là 91,7 và âm tính là thật là 99,6%. Về chẩn đoán hình ảnh thì thực tế ra tùy theo từng cái cơ quan, ví dụ mắt, tim hay là xương, thì chúng ta cũng sẽ có một số các cái hình ảnh. Tuy nhiên là nó không đặc hiệu. Ví dụ đây, ở đây là các anh chị có thể thấy là các cái tổn thương trên phổi, X-quang hay là CT, thì chúng ta có thấy đặc hiệu không ạ? Hoàn toàn không đặc hiệu, đúng không ạ? Là những cái tổn thương mờ rải rác, hay là những cái tổn thương dạng ổ áp xe nhỏ. Nhiều khi chúng ta cũng nghĩ là đấy là tụ cầu thì sao, hay là có tràn dịch màng phổi, vân vân. Thì tất cả những cái tổn thương đấy có thể nói là gặp rất nhiều các bệnh trong nhiều bệnh lý khác nhau, nó hoàn toàn không đặc hiệu cho Candida. Về mặt mô bệnh học, mô bệnh học khi soi, ví dụ như nội soi tiêu hóa, ở đây là các anh chị có thể nhìn thấy một cái soi, ở đây là soi thực quản hay là soi phế quản, thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy những cái hình ảnh giả mạc đó. Nhưng giả mạc thì cũng có thể gặp trong nhiều bệnh, đặc biệt là ví dụ giả mạc trong nội soi phế quản ở bệnh nhân hô hấp ý, thì có thể là lao, chưa biết chừng, cho nên hoặc là lao nhiễm nấm ấy, thì nó cũng không phải là đặc hiệu. Tuy nhiên là cái việc mà chúng ta sinh thiết các cái mẫu mô ở đây khi có những cái dấu hiệu như thế này thì nó sẽ cho cái chẩn đoán về mặt mô bệnh học, là chúng ta nhìn thấy các cái sợi nấm và cấy nấm ở những cái mô sâu như thế này, nếu dương tính thì cũng giúp cho cái chẩn đoán xác định. Vậy thì chúng ta thấy là triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu, các cái xét nghiệm thì cũng khó khăn, đúng không ạ? Vậy thì những cái công cụ để giúp chúng ta chẩn đoán nhiễm nấm Candida dựa trên cơ sở triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, các xét nghiệm huyết thanh học, xét nghiệm về phân tử cũng như là mô bệnh học cấy thì có thể giúp cho chúng ta định hướng cái chẩn đoán. Và đây là các cái tiêu chuẩn
mà Hiệp hội Quốc tế cũng như là trong cái hướng dẫn của Hội Hô hấp Việt Nam cũng sử dụng, đó là tiêu chuẩn của Hội nghị Đồng thuận châu Âu về ung thư, nghiên cứu về ung thư, về nấm, về các bệnh lý ung thư máu, thì tùy theo yếu tố nguy cơ lâm sàng để mà phân chia cái mức độ chẩn đoán về nấm. Các cái thang điểm như là chỉ số khuẩn lạc hay là thang điểm Candida Score, các anh chị có thể tìm thấy ở trên Internet hay là trong các cái tài liệu. Rồi quy tắc tiên đoán cũng giúp cho giá trị tiên đoán để có thể định hướng đến cái chẩn đoán. Như vậy thì theo cái bộ tiêu chuẩn 2008 của Hội Ung thư Mạch Máu rồi nghiên cứu về nấm của châu Âu á, thì nó sẽ có 3 khả năng. Thứ nhất là chẩn đoán chắc chắn nhiễm nấm xâm lấn khi mà có tiêu chuẩn vàng. Tiêu chuẩn vàng ở đây là gì? Chúng ta có chẩn đoán nhìn tìm thấy sợi nấm trong mô bệnh học, tức là mô bệnh học tức là sinh thiết từ cơ quan, đúng không ạ? Cấy dịch vô khuẩn dương tính, ví dụ như là dịch não tủy hay là dịch rửa từ cái mảnh mô sinh thiết phổi, cấy máu, đúng không ạ? Dương tính với Candida thì chúng ta sẽ có cái chẩn đoán nhiễm nấm chắc chắn. Thứ hai là nhiều khả năng nhiễm nấm thì nó sẽ có gì ạ? Có yếu tố nguy cơ này, có tiêu chuẩn lâm sàng tức là có triệu chứng của nhiễm trùng, có các cái một số các cái đặc điểm về mặt chẩn đoán hình ảnh và có xét nghiệm về huyết thanh học hay là PCR dương tính, nhưng chúng ta không thấy về mặt mô bệnh học hay là về mặt nuôi cấy dương tính. Chẩn đoán thứ ba đó là chẩn đoán có thể nhiễm nấm xâm lấn. Thì bệnh nhân chỉ có là gì ạ? Có yếu tố nguy cơ, có các tiêu chuẩn lâm sàng nhưng không có một tí bằng chứng nào về nấm. Thế thì ở đây các anh chị có thể sử dụng thêm một số các cái công cụ khác, đó là ví dụ như là chỉ số khúm nấm hay ở ngoài Bắc thì gọi là khuẩn lạc, trong Nam thì gọi là khúm nấm, hay là thang điểm Candida Score hay là các cái quy tắc tiên đoán. Đấy, phần này thì các anh chị có thể tham khảo ở các tài liệu. Thì vừa rồi Hội Hô hấp Việt Nam chúng tôi cũng năm 2017-2018 đã cho ra cái cuốn hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm xâm lấn. Thế thì ở đây thì chúng tôi cũng năm nay thì đang tiếp tục chỉnh sửa và ngày mai sẽ là họp nghiệm thu ở Bộ Y tế và chúng tôi hy vọng sẽ ra mắt các quý vị trong đầu năm tới 2021 với cái gọi là cái này gọi là cái của cái bộ của Bộ Y tế ban hành, do Bộ Y tế ban hành. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là có một cái lược đồ để chẩn đoán nhiễm nấm Candida, tức là ngoài các cái triệu chứng rồi các yếu tố, nếu bệnh nhân có yếu tố nguy cơ mà trên lâm sàng có sốt kéo dài, chúng ta đã điều trị kháng sinh mà chúng ta cho là nó đã phù hợp, không tìm thấy một cái căn nguyên nhiễm khuẩn nào khác, và có thể có thêm các cái biểu hiện lâm sàng của nhiễm Candida ở các cơ quan khác, ví dụ như là ở da, ở mắt, thần kinh trung ương v.v. Thì lúc đó nếu có những cái dấu hiệu này thì chúng ta sẽ đi làm thêm các cái xét nghiệm về mặt huyết thanh học như là Manan, Anti-Manan hoặc là PISA. Nếu như mà nó dương tính thì chúng ta sẽ chẩn đoán nhiều khả năng nhiễm nấm Candida xâm lấn. Hoặc là chúng ta đem nuôi cấy các cái bệnh phẩm vô khuẩn sinh thiết, nếu như mà dương tính thì chúng ta chắc chẩn đoán chắc chắn là nhiễm nấm Candida xâm lấn. Còn trong trường hợp âm tính thì sẽ phải kết hợp với các cái xét nghiệm cận lâm sàng khác. Hiện nay thì cũng có một số các cái tài liệu có đề cập đến procalcitonin, mà trong thực hành lâm sàng thì chúng tôi cũng thấy là những cái bệnh nhân mà nhiễm khuẩn nặng, triệu chứng nhiễm khuẩn nặng nằm ở ICU và khi nhiễm nấm thì thấy là procalcitonin rất là thấp, thường là dưới 2. Đấy, thì đấy cũng là một cái dấu chứng có thể giúp chúng ta định hướng cái chẩn đoán về nấm. Tuy nhiên là chúng tôi cũng chưa có nhiều những cái bằng chứng để có thể đưa vào trong hướng dẫn. Tiếp đến là cái điều trị nấm Candida xâm lấn.
thì chúng ta sẽ điều trị như thế nào? Đương nhiên là cái hình thức điều trị thì nó cũng sẽ theo cái chẩn đoán, đúng không ạ? Chẩn đoán có 3-4 phương thức như vậy thì cái điều trị cũng tương ứng. Trong cái hướng dẫn của chúng tôi vừa rồi thì chúng tôi cũng đưa ra 3 cái hình thức. Thứ nhất là điều trị đặc hiệu hay còn gọi là điều trị mục tiêu, điều trị đích, tức là cho những cái đối tượng được chẩn đoán xác định. Cái thứ hai là điều trị theo kinh nghiệm, tức là điều trị cho những bệnh nhân có khả năng hoặc là có thể nhiễm nấm Candida xâm lấn. Và thứ ba là điều trị cho đối tượng nguy cơ cao hay còn gọi là điều trị dự phòng. Và ngoài ra thì đối với nấm Candida xâm lấn thì nó sẽ có là các cái thể lâm sàng khác nhau. Đó là nhiễm Candida máu đơn thuần, nhiễm Candida máu kèm, nhiễm Candida nội tạng hoặc là nhiễm Candida nội tạng mà không kèm nhiễm Candida máu. Về thời gian điều trị thì tối thiểu là 2 tuần kể từ sau khi mà chúng ta khởi đầu điều trị kháng nấm Candida và có cái xét nghiệm cấy máu lặp lại âm tính. Tuy nhiên đấy là thời gian tương đối thôi, còn cụ thể thì phải tùy thuộc vào lâm sàng và tùy thuộc vào cái triệu chứng về xét nghiệm. Đối với điều trị đặc hiệu thì cái lựa chọn ưu tiên của chúng ta đó là caspofungin với cái liều nạp là 70mg, sau đó duy trì 50mg hàng ngày. Ngoài ra thì chúng ta có thể có micafungin, anidulafungin. Thực ra hai cái sản phẩm này thì nó cũng không biết đã có mặt ở Việt Nam chưa. Cá nhân tôi thì chưa được giới thiệu bao giờ. Nhưng mà trong bảo hiểm thì chắc chắn là chưa có. Về cái lựa chọn thay thế thì có fluconazole. Tuy nhiên là fluconazole thì được khuyến cáo là trong những trường hợp mà bệnh nhân nặng và bệnh nhân nhiễm Candida mà không có nguy cơ kháng với fluconazole. Và các cái lựa chọn khác, ví dụ như là dẫn xuất lipid của amphotericin B và được chỉ định khi nhà bệnh nhân không dung nạp và kháng với các cái thuốc mà kháng nấm Candida khác. Thế thì khi mà điều trị bệnh nhân ổn định rồi, chúng ta có xuống thang không? Tức là các triệu chứng lâm sàng đã cải thiện thì có xuống thang không? Thì các hướng dẫn có nói là có thể xuống thang. Xuống thang như thế nào? Tức là từ echinocandin thì ta có thể chuyển sang fluconazole nếu như cái Candida đó của chúng ta nhạy với fluconazole. Và nếu là nhiễm Candida glabrata mà nhạy cảm với fluconazole hoặc là nhạy cảm với voriconazole thì chúng ta có thể chuyển sang cái liều từ liều cao fluconazole sang cái liều voriconazole thông thường là 200 đến 300mg 2 lần một ngày. Có thể thay thế amphotericin B sang fluconazole nếu như lúc ban đầu chúng ta lựa chọn amphotericin B cho bệnh nhân nhiễm nấm Candida. Nếu như cái Candida đó nhạy với lại fluconazole. Và tiếp nữa là có thể chuyển sang voriconazole nếu như mà những cái bệnh nhân nhiễm nấm Candida krusei. Những cái lưu ý gì khi chúng ta điều trị nhiễm nấm đặc hiệu? Thứ nhất là tất cả bệnh nhân nhiễm nấm Candida máu mà không giảm bạch cầu thì cần được khám chuyên khoa mắt trong tuần đầu tiên ngay sau khi chẩn đoán. Bởi vì cái Candida máu kèm theo Candida ở mắt là cũng khá là thường gặp. Nếu có điều kiện thì có thể cấy máu cách 2 ngày để xác định cái thời điểm là không còn nấm Candida ở trong máu. Đối với bệnh nhân mà có catheter tĩnh mạch, đặc biệt là các cái catheter tĩnh mạch trung tâm, thì là chúng ta nếu nghi ngờ nhiễm Candida máu thì cố gắng nếu có thể được thì rút catheter càng sớm càng tốt. Đối với lại những cái bệnh nhân mà trước đó đã được điều trị bằng echinocandin hay là bệnh nhân nhiễm nấm Candida glabrata hay là papazoologis thì nên làm kháng nấm đồ với echinocandin. Tuy nhiên là việc làm kháng nấm đồ hoàn toàn không dễ dàng. Ở Bạch Mai cho đến hiện nay là khoa vi sinh vẫn chưa làm được kháng nấm đồ.
Tiếp theo là điều trị theo kinh nghiệm, tức là điều trị cho những đối tượng mà có khả năng, có nhiều khả năng và có khả năng nhiễm nấm Candida xâm lấn. Thứ nhất là bệnh nhân có sốt, có giảm bạch cầu, trước đó đã được điều trị thuốc kháng nấm hoặc là điều trị dự phòng nhiễm nấm, hoặc là kèm theo các cái dấu hiệu triệu chứng của nhiễm nấm cơ quan, thì cái lựa chọn ưu tiên là caspofungin truyền tĩnh mạch, tương tự như trong cái điều trị đặc hiệu, hoặc là hai cái thuốc khác mà chúng ta chưa thể tiếp cận được. Nếu như mà tình trạng lâm sàng không cải thiện sau 3 đến 5 ngày điều trị thì cân nhắc dùng amphotericin B liposomal. Đến thời điểm này thì amphotericin B liposomal là chúng ta cũng chưa có, chúng ta có amphotericin B phức hợp lipid trên thị trường của chúng ta. Đối với những bệnh nhân mà chỉ có sốt, giảm bạch cầu và trước đó chưa có điều trị dự phòng nhiễm nấm, thì cái điều trị ở đây là fluconazole được chỉ định với cái liều cao là 800mg. Tĩnh mạch sau đó thì duy trì 400mg ngày, hoặc là posaconazole 300mg ngày, hoặc là voriconazole. Nếu mà tình trạng lâm sàng không cải thiện thì cũng cân nhắc dùng amphotericin B liposomal. Tiếp theo là điều trị cho đối tượng có nguy cơ cao, tức là điều trị ở đây chúng ta hiểu là điều trị dự phòng, đúng không ạ? Cho những đối tượng có nguy cơ cao. Thì điều trị dự phòng không được khuyến cáo áp dụng thường quy ở bệnh nhân nặng. Tuy nhiên, trong những đơn vị ICU mà có tỷ lệ nhiễm Candida nấm xâm lấn trên 5% thì cần điều trị dự phòng cho những cái bệnh nhân mà có nguy cơ cao. Thì lựa chọn ưu tiên là fluconazole và lựa chọn thay thế là caspofungin. Đối với bệnh nhân mà leukemia dòng tủy, rối loạn sinh tủy, điều trị hóa chất giai đoạn tấn công, đặc biệt là có nhiễm nấm niêm mạc đường tiêu hóa, thì cần điều trị dự phòng với nhiễm nấm Candida xâm lấn. Lựa chọn ưu tiên đấy là fluconazole, lựa chọn các cái lựa chọn thay thế là itraconazole, voriconazole, caspofungin. Trường hợp nghi ngờ nhiễm nấm sợi thì không dùng fluconazole ạ, bởi vì fluconazole thì không có tác dụng trên nấm sợi. Khi sử dụng một số các cái thuốc kháng nấm thì chúng ta có thể thấy là lưu ý đến các cái tương tác không tốt, và chúng ta phải tránh những cái thuốc mà có các cái tương tác với lại thuốc kháng nấm. Tiếp theo là phần tiếp theo thì chúng ta thấy là cái biofilm và vai trò của biofilm, rồi caspofungin thì vai trò của nó ra làm sao. Thì chúng ta biết là thuốc kháng nấm thì gồm có nhóm azole, nhóm polyen, nhóm echinocandin và nhóm 5-fluocytosine. Thì 5-fluocytosine thì trên thị trường Việt Nam là chưa có. Như vậy là chúng ta có nhóm azole. Nhóm azole thì nó cơ chế tác động của nó là ức chế cytochrome P450 của nấm, và nó làm giảm cái tổng hợp ergosterol của vách tế bào nấm và kìm hãm sự lớn lên cũng như là sự phát triển của nấm. Nhóm polyen thì sao? Nó cũng là một cái phân tử ái lipid tích hợp vào màng lipid kép của tế bào nấm và cũng gắn với ergosterol của tế bào nấm, cũng làm chết tế bào nấm bằng cái cơ chế là giảm phân cực màng, tạo lỗ hổng trên màng, và các cái lỗ này thì sẽ làm cho các thành phần trong tế bào nấm thoát ra. Đối với thuốc kháng nấm nhóm echinocandin thì nó có cơ chế khác hơn một chút, đó là nó ức chế beta 1 3D glucan, là cái men đó, men đó là cái men mà nó ngăn cản và nó ngăn cản cái tế bào nấm tổng hợp vách glucan. Sự phá hủy cái beta glucan này nó sẽ làm thay đổi áp suất thẩm thấu màng và làm tế bào nấm cũng bị chết. Và echinocandin thì có hoạt tính diệt nấm với các cái chủng Candida, bao gồm các chủng kháng với cả fluconazole, và cũng có hoạt tính kìm nấm với các chủng Aspergillus. Về xu hướng kháng thuốc của nấm Candida thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là nấm Candida non albicans, cụ thể đây là Tropicalis, thì hiện nay là fluconazole là cho cái tỷ lệ là nhạy cảm, còn có 61,7
phần trăm, đúng không ạ? Và như vậy thì ở Việt Nam chúng ta thì sao? Việt Nam chúng ta thì cái bản đồ về mặt vi khuẩn nói chung và về nấm nói riêng thì thực sự là rất là nghèo nàn, chủ yếu là làm được ở các cái bệnh viện lớn. Và ở đây thì chúng ta thấy là ở đây một cái bài báo đăng tải của tạp chí Hồng Nhung, rồi một số cái luận văn thạc sĩ mà thực hiện ở bệnh viện Bạch Mai ấy, thì thấy là ở đây là cái tỷ lệ nhạy cảm của một số chủng Candida phân lập tại bệnh viện Bạch Mai ấy, thì thấy là đối với fluconazole là nhạy cảm còn có 71% và voriconazole thì 79%, và caspofungin thì vẫn được một đối với Candida tropicalis thì vẫn được 100%. Một cái đặc điểm nữa của vi khuẩn là vi khuẩn nó luôn luôn tồn tại, đúng không? Đấy là gọi là chọn lọc tự nhiên đấu tranh để tồn tại, thì nó có rất nhiều cơ chế kháng đề kháng kháng sinh mà chúng ta cũng đã được nghe. Thế một cái chế đó là tạo thành cái biofilm, tức là một cái màng sinh học bao bọc để cho nó phát triển ở bên trong, và với các cái màng sinh học này thì vi khuẩn nó né tránh được tất cả mọi tác động về mặt vật lý, về mặt hóa học, sinh học. Và thậm chí là trong cái màng bọc đó nó sinh sôi và nó chuyển giao các cái gen đột biến cho nhau. Và vì thế nếu mà những cái vi sinh, vi khuẩn sống được ở trong màng biofilm thì nó có nguy cơ khả năng đề kháng kháng sinh tới gấp 1.000 lần so với những cái vi sinh mà chỉ có lưu hành ở trong máu. Ở đây chúng ta có thể thấy hình ảnh là Candida nó tạo biofilm ở trên cái cateter. Đây là cụ thể là một cái sông tiểu, đúng không ạ? Nó có thể tạo biofilm trên các cái stent, các ống nội khí quản, các cái máy tạo nhịp và các cái loại cateter khác. Và khi hình thành biofilm như vậy thì nó sẽ tồn tại, phát triển và lan truyền cái đột biến cho nhau để mà kháng thuốc. Thì đây là một cái nghiên cứu ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng ta thấy ở đây là nhiễm khuẩn huyết liên quan đến cateter thì nấm Candida chiếm chừng là Candida máu chừng 11%, và trong đó thì cateter máu cũng chiếm khoảng 36% và Candida là chiếm 11%. Khi mà các cái chủng Candida tạo biofilm, một nghiên cứu trong ở Thụy Điển thì thấy là 393 trường hợp phân lập được Candida từ bệnh nhân nhiễm Candida máu trong thời gian gần một năm thì thấy là 88,7% những cái Candida non abican là hình thành biofilm. Thì chúng ta thấy là một cái tỷ lệ khá là lớn, đúng không ạ? Và khi Candida tạo biofilm như vậy thì nó sẽ tăng tỷ lệ thất bại của điều trị. Ở đây trong cái nghiên cứu đăng tải trong năm 2007 đấy, thì chúng ta thấy là ở trên 294 bệnh nhân mà nhiễm Candida máu thì những cái bệnh nhân mà có Candida tạo biofilm thì cái tỷ lệ thất bại điều trị là 70%. Vậy thì các cái thuốc kháng nấm nào có thể tác động lên biofilm và làm giảm cái khả năng sống còn của nấm? Ở đây các anh chị có thể nhìn thấy là ưu thế là caspofungin, tiếp đến là liposomal amphotericin B. Thì trong này caspofungin với cái nồng độ thấp đã có thể phá được cái Candida biofilm. Một nghiên cứu đăng tải về vai trò của thuốc kháng nấm Candida kháng nấm trong việc mà chống lại Candida biofilm liên quan đến cateter. Thì chúng ta thấy ở đây là biofilm, và cái kết luận của cái nghiên cứu này là gì? Là biofilm nấm trên cateter tĩnh mạch trung tâm là nguồn tác nhân dẫn đến nguy cơ tái phát. Và echinocandin thì có hoạt tính mạnh nhất chống lại Candida biofilm trên in vitro và in vivo. Thực tế trong đó thì caspofungin là có cái ưu thế nhất trong cái việc mà chống lại Candida biofilm. Còn amphotericin B liposomal cũng có hiệu quả chống biofilm tốt, nhưng mà phải dùng nó với liều cao. Và khi dùng liều cao amphotericin B thì cái độc tính lên thận là rất cao. Như vậy là cái kết luận
của cái nghiên cứu này thì ngoài những cái điểm đó thì họ cũng có nói là nếu mà mình sử dụng cái thuốc kháng Candida biofilm sớm thì sẽ là yếu tố quyết định để cho cái kết quả điều trị sớm. Tóm lại thì Candida là một trong những căn nguyên nhiễm khuẩn bệnh viện hàng đầu. Nhiễm nấm Candida thì bao gồm các thể bệnh vừa là Candida máu, vừa là phối hợp giữa Candida máu với nhiễm trùng các cái cơ quan nội tạng. Có thể chỉ nhiễm ở các cái cơ quan nội tạng mà không có nhiễm Candida máu. Chẩn đoán thì khá là khó khăn, phức tạp và dựa vào các cái yếu tố về yếu tố nguy cơ, yếu tố lâm sàng, các cái xét nghiệm huyết thanh học giúp đỡ một phần nào và các cái chẩn đoán về mặt mô bệnh học hoặc là nuôi cấy. Caspofungin là một echinocandin được ưu tiên lựa chọn hàng đầu trong cái nhiễm nấm Candida xâm lấn. Candida biofilm cũng là một cái nguyên nhân dẫn đến cái điều trị nhiễm nấm thất bại với tỷ lệ rất là cao. Và chúng ta cũng đã có vũ khí đó là caspofungin có hoạt tính mạnh nhất trên biofilm, cải thiện đáng kể kết quả điều trị. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các quý thầy cô và các quý đồng nghiệp.